sân nhà thờ 100m² thì lắp loại đá nào cho đẹp vậy anh? À, 100m² sân nhà thờ thì em có thể dùng loại mà kích thước 30-60 như này. Đấy, hơn 100m² và 100m² thì mình có thể dùng loại kích thước là 30-60. Và nhà thờ thì thường là dùng cái loại hoa văn, tức là hoa văn, tức là khắc hoa văn, điêu khắc hoa văn, tức là những cái viên đá mà có thể là những cái tấm đá khối như này, mình có thể mình khắc hoa văn trên viên đá như này. Ví dụ đây là đá khắc hoa văn là cánh sen 8 cánh, nhưng mà có cái đường gì, đường kẻ triện, như đường kẻ góc hoa góc như này. Đấy, hoa góc cái này để khi mà lát lên thì trông rất là khai mang lại cái sự khác biệt. Mà các bác có thể là nếu sử dụng mà không thích không hoa văn thì có thể là dùng mài mặt toàn phần, không cần phải là hoa văn nữa. Nhưng mà nhà thờ thì nên dùng cái loại hoa văn như này cho nó tạo sự khác biệt. Mà đặc biệt là lát lên nhà thờ ấy thì nó rất là mát, và độ quan trọng nữa là chống trơn. Ví dụ như có cái khắc hoa văn trên đá này thì có sự chống trơn rất là nhiều. Nên là các bác có thể là tham khảo cái đá hoa văn này nhé.